Tiếp theo là mình sẽ tạo ra con nhện còn lại trong game. Thì bây giờ mình sẽ vào Sprite, Game Sprite. Ở đây là mình chỉ còn là Spider Walker. Thì trong đây là mình sẽ chọn tất cả các tấm hình trong đây luôn, là Spider Walker từ 0 cho tới tấm hình số 13. Mình kéo lên phần gameplay của mình. Rồi, mình sẽ di chuyển cái Spider Walker Animation này vào trong thư mục là Spider Animation Spider Walker. Mình sẽ vào Animation Window. Ở đây mình sẽ đặt tên là Spider Walker. Rồi, thì mình nhận thấy trong đây rằng là mình đã bị thừa một cái animation. Thì bây giờ mình sẽ kéo về đây. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử nha. Rồi thì các bạn thấy rằng là cái con nhện của chúng ta đã được animation. Rồi ok. Rồi bây giờ thứ nhất là mình sẽ add cái component là Box Collider để cho con nhện của mình có thể chạm vào player. Mình sẽ resize một tí xíu. Mình sẽ nhấn vào Edit Collider. Mình sẽ kéo sát góc về đây. Rồi như thế này. Thì khi mà nhân vật của mình chạm trúng vào cái khung này thì nhân vật của mình nó sẽ biến mất. Rồi ở đây mình sẽ xóa hai cái dòng này đi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho chúng một cái, đó là Rigid Body. Rồi ở đây mình sẽ chọn là Free Rotation Z. Rồi tiếp theo là mình vào Project. Mình sẽ tạo chúng một cái file Refab, Spider Refab, Spider Walker. Mình sẽ kéo về đây. Rồi thứ hai là mình sẽ cho chúng một cái file script. Ở đây là mình sẽ vào trong Asset Script, Spider Script. Mình sẽ tạo một cái file C# script. Mình sẽ đặt là Spider Walker. Rồi ok. Và mình sẽ attach cái file script này vào trong Spider của mình, Spider Walker. Nhấn Apply. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái file script này lên. Rồi trong Spider Walker script mình sẽ khai báo một số cái biến như sau. Thứ nhất là mình sẽ cho cái tốc độ của con nhện di chuyển của mình là public plot speed. Mình sẽ cho chúng là 1 f. Và thứ hai là mình sẽ lấy cái rigid body từ con nhện của mình là rabbit rigid body 2d. Mình sẽ đặt tên là my body. Mình sẽ tạo một cái hàm là object function để làm rõ cái biến này. Rồi trong đây là mình sẽ lấy cái component của rigid body bằng get component rigid body 2d. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho con nhện của mình nó sẽ di chuyển một cách tự động. Thì ở đây là mình sẽ dùng một cái function đó là void move. Trong đây mình sẽ dùng là my body chấm velocity, là mình sẽ lấy cái vận tốc của con nhện của mình. Rồi mình sẽ bằng là new vector 2. Ở đây mình sẽ lấy là transform chấm local scale chấm x.0. Và sau đó mình sẽ nhân với cái tốc độ của con nhện của mình. Rồi thì ở đây void update mình sẽ sửa lại cái hàm là fix update. Thì giữa fix update và update nó khác nhau chỗ nào? Thứ nhất là mình dùng fix update khi mà mình muốn di chuyển nhân vật mà có cái vật lý thì mình sẽ sử dụng là fix update. Còn update là mình sẽ sử dụng khi mà mình muốn di chuyển nhân vật của mình mà không có vật lý. Rồi thì bây giờ là mình sẽ quăng cái hàm move vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ save on lại, mình quay về Unity mình chạy thử nha. Rồi mình quay về Unity. Rồi thì công nhận của mình là nó sẽ tự động di chuyển tới. Thì bây giờ mình sẽ cho chúng một cái gravity scale là 3 để cho công nhận của mình có thể rớt xuống nhanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ thử xem. Rồi đây thì con nhện mình nó sẽ di chuyển lên mặt đất như thế này. Rồi nhưng mà có một điều rằng là khi mà con nhện của mình di chuyển xong thì nó sẽ bị rớt xuống như thế này. Thì bây giờ mình muốn là khi mà con nhện của mình nó sẽ di chuyển ra tới đây
thì khi mà con nhện mình nó sẽ chạm vào cái mặt đất này thì con nhện mình nó sẽ quay lại như thế này. Chứ mình không muốn mà khi mà con nhện đi tới đây thì nó sẽ đi từ từ, nó sẽ rớt xuống như thế này, mà mình muốn con nhện mình sẽ quay lại chỗ này. Sau khi quay lại chỗ này xong rồi con nhện của mình sẽ tiếp tục chạy lại chỗ này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm như sau. Mình quay về mono develop. Ok, mình sẽ khai báo cho chúng một số cái biến như sau. Thứ nhất là private transform, đó đây là start position. Mình sẽ cho chúng một cái vị trí bắt đầu và một cái vị trí kết thúc end position. Ở đây mình sẽ cho chúng một cái serialize field để cho chúng có thể truy xuất được ra ngoài. Rồi tiếp theo mình sẽ cho chúng một cái kiểu boolean, mình sẽ đặt tên là collision, nghĩa là bắt va chạm cho chúng. Rồi tiếp theo mình sẽ cho chúng một cái function, đó là void trang direction direction. Rồi thì cái hàm này nó sẽ chuyển vị trí của con nhện mình, thì trong hàm fix update mình sẽ gọi lại cái hàm là trang direction. Rồi trong cái hàm này mình sẽ tính cái sự va chạm, đó là collision bằng, thì để gán cho cái sự va chạm vào một cái biến đó là collision thì mình sẽ dùng là LightScat trong physics2d. Ở đây là mình sẽ dùng là physics2d.LightScat. Rồi trong đây thứ nhất mình sẽ truyền là một cái vị trí đầu tiên, start position.position. Thứ hai là vị trí kết thúc, là mình sẽ cho là end position.position. Và tiếp theo là mình sẽ cho chúng một cái layer mask. Ở đây là mình sẽ cho chúng là số 1. Rồi mình sẽ mở hai cái dấu bé này. Ở trong đây là mình sẽ ghi là layer mask.name to player. Ở trong đây là mình sẽ đặt cái tên player là ground. Rồi thì cái hàm này nghĩa là nó sẽ lấy cái tên player của cái nền đất này để va chạm. Thì khi mà con nhện của mình đây, thì khi mà cái con nhện của mình mà nó không có va chạm cái nền đất đây, bây giờ mình sẽ kéo lớn cho các bạn thấy. Đây các bạn thấy là cái chân con nhện là đây, thì khi mà cái con nhện của mình nó không va chạm với nền đất như thế này thì con nhện mình nó sẽ quay lại ngược về. Rồi tương tự như là vậy. Rồi bây giờ trong Unity mình sẽ tạo ra một cái layer, mình sẽ add cái layer. Ở đây là mình sẽ đặt tên là ground. Rồi trong cái ground 1 này mình sẽ cho chúng một cái layer là ground để sẽ bắt được va chạm giữa con nhện và cái nền đất này. Thì khi mà con nhện nó sẽ không va chạm vào nền đất này nữa thì con nhện mình nó sẽ di chuyển ngược lại trở về. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay về mono develop. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nếu như mà không có sự va chạm nào giữa con nhện và nền đất thì mình sẽ cho chúng quay ngược trở lại. Nếu như mà không có sự va chạm nào giữa con nhện và nền đất thì mình sẽ chuyển cái vị trí cho chúng, là mình sẽ dùng là vector term bằng transform.localscale. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra xem nếu như mà cái term x, if term.x mà bằng 1f thì điều này nghĩa là con nhện của mình nó đang di chuyển vào bên phải, nghĩa là nó đang facing về bên phải, thì mình sẽ cho chúng change cái direction về bên trái. Ngược lại, nếu như mà con nhện của mình đang di chuyển về bên trái, nghĩa là đang facing về bên trái, thì mình sẽ cho con nhện của mình change direction ngược lại về bên phải. Rồi tiếp theo là mình sẽ gán tọa độ ngược lại cho hàng thêm. Ở đây mình sẽ bằng là thêm. Rồi ok, rồi thì đây các bạn thấy rằng là ở trên đây là mình có cái biến đó là private transform start position và end position. Thì bây giờ mình sẽ quay về Unity. Rồi thì bây giờ đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái empty game object.
mình sẽ vào game object create empty, mình sẽ cho cái game object này là con của spider walker, mình sẽ đặt tên ở đây ví dụ như là end position. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ gán cho chúng như sau. Ok, mình sẽ quay về mono develop, mình sẽ on lại nha. Rồi mình quay về Unity. Rồi thì các bạn thấy rằng là cái start position với lại end position hiện tại mình là đang là trống. Thì đầu tiên start position mình sẽ kéo spider walker vào đây, và end position mình sẽ kéo cái phần tử game object vào đây. Rồi mình sẽ nhấn apply. Ok, mình sẽ cho chúng là một cái tọa độ là reset. Mình sẽ cho chúng một cái màu để cho dễ nhận biết, màu đỏ. Rồi mình sẽ kéo xuống đây. Rồi như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra thử nha. Ok, mình sẽ chạy game thử. Rồi thì các bạn thấy rằng là khi mà cái endpoint của mình mà nó không có va chạm với cái nền đất thì con nhện mình nó sẽ quay ngược trở lại. Đây, đây các bạn thấy là như vậy đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào quay về mono develop, mình sẽ tạo thêm một cái biến này để cho các bạn dễ hình dung. Thì ở trong đây mình sẽ vẽ cho chúng một cái điểm nối giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng, là ở đây là mình sẽ dùng là raw debug debug chấm raw line. Mình sẽ cho nó một cái đường nối ở đây. Đầu tiên là mình sẽ cho là start position chấm position, end position chấm position, và mình sẽ cho nó một cái màu nối ở đây là mình sẽ cho là color green. Thì đây chính là cái đường nối giữa cái điểm đầu và điểm cuối của con nhện mình, và mình sẽ cho nó một cái màu đó là màu xanh lá cây. Rồi bây giờ cuối cùng mình sẽ tạo chúng một cái va chạm. Thì ở đây là mình đã không check e trigger cho nên mình sẽ dùng là on collision enter 2d. Trong đây mình sẽ gán cho chúng một cái argument đó là collision 2d, đặt tên là target. Rồi trong đây mình sẽ kiểm tra xem nếu như mà target của mình chấm thác chấm game object chấm thác. Rồi thì khi mà con nhện của mình mà chạm vào layer thì mình sẽ destroy target chấm game object, là mình sẽ destroy cái nhân vật của mình. Rồi bây giờ mình sẽ save lại. Ok, và bây giờ mình sẽ quay về Unity, mình chạy thử một lần xem để coi mình thấy được cái điểm nối nó hay không. Rồi đây thì các bạn thấy rằng là mình đã tạo ra một cái debug raw line nối giữa cái vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc. Rồi như thế này. Thì đây là về phần spider walker.